Tập 27. Hồi trước tôi nói cô thiểu năng, bây giờ tôi rút lại. Thực ra cô rất lương thiện, vô cùng chính trực, lạc quan, cởi mở, cả người đều toát lên sức sống và sự bền bỉ, khiến người khác không thể cưỡng lại được. Nếu không có cô thì buổi họp báo lần này rất có thể bị tôi phá hỏng rồi. Lúc thấy cô bất chấp tất cả đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi thật sự rất cảm động. Tôi đang nghĩ, rốt cuộc trong người cô chất chứa sức mạnh nào khiến cô có thể bất chấp tất cả, hết lần này tới lần khác cố gắng giành giật. Sức ảnh hưởng của cô đối với tôi rất lớn. Tôi không nghe nhầm chứ? Anh đang khen tôi à? Đúng, tôi đang khen cô đấy. Hơn nữa, cô càng ngày càng quan trọng đối với tôi. Đừng cử động. Anh không sợ thất nghiệp? Chú Tiểu Lê nói với tôi, nếu có một ngày tôi thất nghiệp thì tôi có thể tới chỗ chú ấy làm việc, lương đãi ngộ không kém gì chỗ anh đâu. Tôi không ăn nữa, biến táo thối, càng ăn càng đau đầu. Lâm Mỹ Nhã, cô đang làm gì đấy? Cô tỉnh rồi à? Bây giờ cô thấy thế nào? Tôi làm sao vậy? Cô bị sốt, còn sốt rất cao nữa. Để tôi thử xem. Cô bị sốt mà, sao mặt cô nóng thế? Còn đỏ bừng lên nữa. Mỹ Nhã, cô không sao chứ? Không sao. Tôi dùng danh nghĩa của cậu mở một tài khoản nước ngoài, chuyển tiền chuộc vào tài khoản đó trước. Chỉ cần tiền chuộc được chuyển đến thì tôi sẽ chuyển một nửa cho Winta. Chỉ cần Winta nhận được tiền thì ác sẽ thả người. Trần Triết, loại người như cậu không xứng với con gái tôi. Lần này cậu đi Thái thì đừng về nữa. Muốn trách thì trách cậu gieo gió gặt bão. Nếu đã thế thì sao ông còn dùng danh nghĩa của tôi để mở tài khoản nước ngoài? Vì việc chuyển tiền nhất định phải do tôi xử lý. Chú,
Chuyện chuyển tiền cháu cũng làm được mà. Cậu không làm được vì cậu phải đi Thái giao dịch trực tiếp với Quynh ta. Đi Thái. Âu Trường Lâm, năm đó ông công khai những tư liệu tôi làm ăn phi pháp, trốn thuế, khiến tôi phải chịu tội, hại tôi ngồi tù 19 năm trời. Bây giờ tôi dùng mạng của con trai ông để đổi lại, cũng xem như tận tình tận nghĩa rồi. Sao rồi? Không vấn đề. Chúng ta còn phải đợi bao lâu? Bây giờ xuất phát. Đi đâu? Đại Thành. Đi thôi. Lâm Mỹ Nhã, cô đã ấn cho tôi bao lâu rồi? Cả đêm rồi. Không đến mức như anh ấy nói đâu. Vivi, ấn Linh Nguyệt này có thể giúp hạ sốt. Lúc tôi còn nhỏ, hễ bị sốt thì bố sẽ bấm Nguyệt này cho tôi. Ấn mấy lần thì sẽ lùi cơn sốt. Cô mau nghỉ ngơi đi. Tôi đã hạ sốt rồi. Không được, vẫn chưa ấn xong. Cô phát sốt là bởi vì quá sợ hãi, khí lạnh xâm nhập. Nhưng mà cô yên tâm đi, bố của Âu Dương đã đàm phán với bọn chúng rồi. Chỉ cần giao dịch xong thì không bao lâu nữa chúng ta sẽ được thả ra. Đến lúc đó chúng ta sẽ có nước uống, còn được ăn bao nhiêu đồ ăn ngon nữa. Lâm Mỹ Nhã, cảm ơn cô. Được rồi, từ bây giờ trở đi không cần nói cảm ơn nữa. Cô phải giữ thể lực. Trước đây tôi đối xử với cô tệ như vậy, vậy mà giờ cô còn đối tốt với tôi. Tôi xin lỗi. Được rồi. Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, con đây mẹ. Tiểu Nhã đang ở đây. Mẹ tôi cứ ốm lại gọi tôi là Tiểu Nhã. Trước đây tôi cứ cho rằng mẹ gọi nhầm tên.
Nhưng bây giờ tôi nghĩ chắc bà ấy gọi nhầm người. Ý cô là cô có chị em song sinh tên là Tiểu Nhã. Còn lại má, tỉnh lại đi. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Cô có một người chị song sinh đến từ Thái, lại còn để cô gặp được. Tôi bảo này chị hai, trên đời này người giống người vô cùng nhiều. Hơn nữa, nói không chừng bọn họ đã được đám người kia thả ra rồi. Chúng ta đừng nghĩ đến chuyện này nữa, được không? Tôi đói. Tôi nói là tôi đói. Để tôi đi mua đồ ăn cho cô. Các người là ai? Rốt cuộc định làm gì? Hắn là San Chu. Người tao đánh chết tối hôm qua, đó chính là em ruột hắn. Cho nên bây giờ hắn rất hận mày. Là mày giết người. Tại sao hắn lại hận tao? Này, đúng là nơi này không? Sao bọn chúng còn chưa tới? Đừng nóng vội, đợi thêm một lúc nữa. Đến rồi, không được cử động. Anh có hiểu về tình hình của chúng không? Nhớ bình tĩnh. Đưa tiền đây ngay.
Đừng cử động. Mấy người Âu Dương không ở đây. Vậy phải làm sao? Tiền ở bên trong, lúc nào cũng có thể chuyển. Nhưng chúng tôi phải nhìn thấy người. Đừng, đừng, dừng lại. Nếu anh giết anh ấy, anh sẽ không lấy được tiền đâu. Người vẫn an toàn. Đưa tiền đây. Người, tao sẽ thả. Vậy thì hình như không giống với giao ước của chúng ta. Không đúng quy tắc. Vẫn còn 15 phút nữa mới tới thời gian giao dịch. Đúng 3 giờ, nếu tiền không đến thì người của chúng mày sẽ chết. Ba đứa chúng mày không chạy được đâu. Đừng, đừng, đừng. Các người chỉ cần tiền. Đừng kích động. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển ngay. Bây giờ sẽ chuyển ngay. Không được. Không được tin chúng. Anh điên à? Chúng ta có sự lựa chọn sao? Không còn thời gian nữa. Đừng cãi nhau nữa. Các người định làm gì? Đừng làm bừa. Anh muốn làm gì? Đi ra. Đi đi. Làm gì thế? Các người định làm gì? Bỏ tôi xuống. Tránh ra. Bỏ tôi xuống. Bỏ tôi xuống. Bỏ cô ấy xuống. Đừng có đụng vào cô ấy. Bỏ ra. Bỏ ra. Cút. Đi ra. Tránh ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Cứu mạng. Cứu mạng. Đừng. Đừng làm điều. Bỏ tôi ra. Làm ơn dừng lại đi. Tình khốn. Tôi nghĩ anh và anh em của anh cũng chỉ là cần tiền. Chắc sẽ không làm hại đến mạng người. Tôi nói lại lần nữa, tôi đã mang đến rồi. Chuyển cho các anh lúc nào cũng được. Tôi cũng có thể không gặp họ, nhưng tôi nhất định phải nghe được tiếng của họ. Tôi phải xác định được ba người họ. Ai cũng đều sống sót. Và không ai bị thương cả. Hiểu chưa? Tình đáng ghét. Tránh ra. Cứu tôi với. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Yeah.
Cẩn thận! Cô không sao chứ? Không sao. Đi đi. Ông xong chưa? Ông xong rồi thì mau chạy khỏi đây đi. Sao cô ta giống y hệt cô vậy? Tôi cũng không biết. Chúng ta mau chóng rời khỏi đây trước đã. Tôi thấy hình như không đúng lắm. Sao hắn gọi điện lâu vậy? Tôi nghĩ hắn sẽ không giết con tin đâu. Bây giờ vẫn chưa thể khẳng định được. Theo lý thì bọn hắn chưa nhận được tiền thì sẽ không hành động gì mới phải. Cứ bình tĩnh, tùy cơ ứng biến. Được.
Alo, có chuyện gì thế mà bây giờ mới nghe máy? Đại ca, người bị kẻ khác cứu rồi. Người mà mày muốn vẫn an toàn. Nhìn đi. Tôi muốn tự tay nghe thấy tiếng của họ qua điện thoại. Video quay sẵn, tôi sẽ không tin đâu. Chuyển tiền. Nhanh. Chỉ thiếu mật mã nữa thôi. Mật mã, nhanh lên. Mật mã không ở chỗ tôi. Không có, tôi không biết. Anh ta, ở chỗ anh ta. Đưa mật mã cho tôi, nhanh. Khi chưa xác định được họ vẫn an toàn thì tôi sẽ không giao mật mã ra. Nói cho hắn mật mã, nếu không tao sẽ giết mày. Vậy thì bắn đi. Đáng ghét. Chỉ cần tiền thôi mà, nóng nảy thế làm gì? Dù sao cũng đã lấy được tiền đâu, đúng không? Chuyển tiền. Nhanh lên. Tôi là người liên hệ. Tôi là người liên hệ. Chuyển tiền. Chuyển tiền nhanh lên. Một, Tưởng Nhất Long. Hai, Tưởng Nhất Long. Cho hắn đi. Ở đây. Anh nhìn đi. Sao rồi? Đã chuyển được mật mã rồi. Chỉ đợi xác nhận nữa thôi. Con tin. Đáng ghét. Không được cử động. Tất cả không được cử động. Ai dám cử động thì đại ca của các ngươi sẽ dở đầu. Trần Triết, lấy lại máy tính.
Nếu không muốn chết thì bảo người của anh rút đi. Rút đi. Rút lui. Rút lui. Tôi vẫn không tin được chúng ta lại thoát ra được. Đây có coi là cuộc trốn thoát thành công không? Đỗ Nhược Nam, sao cô lại thế? Cô đến đây không nói với tôi một tiếng. Nếu tôi không tới kịp, đừng lôi thôi nữa. Lái xe đi. Cô là Đỗ Nhược Nam. Cô biết tôi à? Bọn họ đuổi theo rồi. Chạy nhanh lên. Được. Là tôi thuê ông. Tại sao? Mày chết rồi.
thì tiền sẽ là của tao hết. Không thể nào. Người của tôi sẽ chỉ cho ông một nửa thôi. Người của mày, người của mày. Làm sao đây? Làm sao đây? Lái xe nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Chạy tốc độ nhanh nhất rồi. Tôi dặn hết ga rồi đó. Không thì anh lái đi. Đằng sau sắp đuổi kịp rồi. Nhanh lên. Nhanh lên, đạp ga mạnh lên. Đã nhanh hết mức rồi. Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Nằm xuống, nhanh. Không được cử động. Đứng im. Đứng im. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
情